Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình sẽ thu hoạch cải bị xanh nha. Đó, cái đám cải này nó ra hoa rồi, bây giờ phải thu hoạch hết. Hái hết đám cải này chắc là nhiều lắm, cho nên mình tính là Trang tính là sẽ muối chua. Muối cải chua để dành ăn dần. Những lúc rảnh rỗi thì Trang rất là thích trồng rau, trồng đủ thứ rau để vừa có ăn vừa nhìn cũng vui mắt. Đây là rau cải. Cải thì mùa lạnh thì cải nó sống được, cho nên vào mùa này thì đây nó vẫn phát triển bình thường, nó vẫn tươi tốt. Và đây là rau húng dũi nha cả nhà. Đấy, rau húng dũi đây nó cũng chịu lạnh được nè. Thời tiết ở Cali mùa đây nó lạnh lắm, nhưng mà rau này nó sống được. Còn một số loại rau khác Trang trồng nhiều lắm nhưng mà nó chết hết, lạnh nó chịu không được. Và đây ngò nữa nè, ngò nó cũng chịu lạnh được nha cả nhà. Đấy, thấy trời lạnh mà nó lên tươi tốt không, ướt rượt luôn. Đó, xum xuê nha, xum xuê mướt mát luôn á, nhìn thấy đã. Đó, đã ha cả nhà ha. Còn đây mã đề nè, rau mã đề cũng vậy, rau mã đề cũng chịu lạnh được, tươi non ngon lắm, nấu canh ăn. Cái này thì để cho nó lớn thêm chút nữa là hái nấu canh ăn được rồi cả nhà. Đám rau mã đề này thì Trang mới cấy khoảng thời gian gần đây. Đấy, rau cải nữa, đám rau cải bên đây thì đang ăn, bây giờ đang ăn cái đám bên đây. Còn đám nở hoa rồi bên kia thì nay thu hoạch hết. Rau cải thì rất là dễ ăn nha cả nhà, ăn sao cũng ngon hết trơn á. Luộc nè, luộc cũng ngon mà nấu canh cũng ngon, xào cũng ngon, ăn sống cũng ngon luôn, cũng được luôn. Đó, lâu lâu cái thèm bánh xèo cái, rồi đúc bánh xèo lên rồi hái rau cải vô cuốn bánh xèo ăn, rồi rất là ngon luôn đó cả nhà. Đây, hôm nay thì thu hoạch cái đám cải này. Đấy, thu hoạch cái đám cải này vì nó ra hoa rồi, thu hoạch hết luôn. Chỉ hái lá của nó thôi, chứ còn cái cây thì để cho nó ra hoa. Ra hoa cũng đẹp. Và chừng trái nó khô, Trang cũng có thể lấy cái hạt của nó để mà gieo lại, gieo lại kỳ sau ăn. Thank you.
đấy. Trong quê không? Cái gì vậy? Ồ trời, lá cải thật là bự nha cả nhà. To quá trời luôn nè. Đó, to hơn cái bàn tay luôn. Ta rửa cho sạch. Giờ Trang sẽ đem rửa cho sạch mấy cái lá cải này rồi đem đi phơi. Đi phơi rồi sẽ muối bút chua.
giờ ta đem đi phơi nha cả nhà. Đó, Trang sẽ đỡ đây gian nắng. Ơi bây giờ phơi nắng nè, phơi nắng chờ cho lá cải nó héo héo lại rồi là chúng ta đem đi muối chua được rồi nha cả nhà. Trời hôm nay nắng nha, có nắng đẹp mà lại thêm có chút gió. Trời nắng như thế này mưa mới phơi được. Mình gian nắng nó héo héo cỡ dây là muối được rồi nè, muối chua được, quả chua được rồi nè cả nhà. Đây cả nhà ơi, mình muối, mình bỏ chua được bao nhiêu đây nè. Đó, cả ngày nay ở nhà thu hoạch đám cải, đám cải bị xanh, làm được nhiêu đây. Bỏ chua được nhiêu đây. Khoảng tuần sau là ăn được nha cả nhà. Khoảng tuần sau là nó chua, mình ăn được. Đem kho với thịt ba rọi cũng rất là ngon. Cả nhà ai cũng thích hết á. Cả nhà ai cũng thích cải chua kho thịt ba rọi, ăn ngon lắm, ăn với cơm. Bây giờ thì Trang xin tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Xin chào tạm biệt cả nhà.